Vâng, chào các bác nhé. Hôm nay thì em lại có được khoảng hơn 20 kg cái sâm béo đen, hay là gọi là sâm ngọc bào. Có người thì gọi là sâm bảo ngọc. Nói chung là họ gọi ngược lại thôi các bác ạ. Còn về cái xuất phát tên của nó thì nhờ cái đặc điểm của nó mà dẫn đến là người ta đặt tên cho nó là sâm béo đen. Như các bác xem quan sát ở trên video đấy là toàn bộ cái củ sâm béo đen này nó có màu đen đen xì luôn nha các bác nha. Đấy. Cái này là nó nếu mà khô đi thì nó không còn đen lắm đây này này, nhìn này, nhưng mà nếu mà ướt rồi xuống nó đen xì luôn, mới rửa xong ấy. Còn là người ta gọi nó cái tên sâm ngọc bào hay là sâm bảo ngọc thì có lẽ là nó xuất phát từ cái chỗ là cái giá trị quý của cái loại sâm này. Nó khác với lại sâm béo trắng các bác ạ. Sâm béo trắng thì đã được ghi chép lại trong sách của giáo sư Đỗ Tất Lợi. Đó là cái sách mà các cây thuốc và vị thuốc Việt Nam đấy. Những cái thuốc và vị thuốc Việt Nam thì người ta ghi rất rõ ràng về sâm béo trắng, hay còn gọi là củ bổ béo Hòa Bình. Còn sâm béo đen này thì lại không được ghi lại trong sách thuốc của Việt Nam ta, mà nó là một cái vị thuốc của người đồng bào dân tộc Sán Dìu, mà người ta cư trú chủ yếu là ở tỉnh Thái Nguyên. Và người Sán Dìu thì có nguồn gốc là từ tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc các bác ạ, tức là một dân tộc thiểu số ở Trung Quốc. Và tại sao gọi nó là sâm béo đen? Để cái tên của nó chúng ta thấy là nó gần với sâm béo trắng, là thực chất thì về cái củ của nó thì nó tỏa ra cái tia giống như thế là cái mặt trời nó tỏa ra đấy, thì giống như thế sâm béo trắng cũng vậy. Sâm béo trắng thì cái mạch gỗ của nó cũng tỏa ra từ cái tâm gỗ. Lấy ví dụ như này, chúng ta thấy là có các cái đường tia của nó tỏa ra như này, thì sâm béo trắng nó cũng như vậy. Và cái tác dụng của nó là chủ yếu là bổ béo, là để mà làm cho cơ thể chúng ta khỏe lên. Thì đấy là cái tác dụng ban đầu của người Sán Dìu người ta sử dụng này. Và ở đây người ta sử dụng chủ yếu là dựa theo kinh nghiệm dân gian của một số cái tỉnh miền núi phía Bắc thôi. Nếu mà gõ lên cái trang Bách Khoa Toàn Thư Mở, cái trang đó là Wikipedia đấy, thì chúng ta nếu như gõ bằng cái tiếng Việt thì thấy sẽ rất là khó hiện ra, khó phát hiện ra. Nhưng mà khi người ta gõ bằng tiếng Anh ấy, thì nó sẽ xuất hiện lên là cái bài viết này là đã từng được cái nhà thực vật học Nguyễn Tiến Bân người ta mô tả lần đầu vào năm 2000. Điều đó nó chứng tỏ đây là một cái loại thảo dược còn rất là mới, nên là chưa có trong các sách y học cổ truyền. Bởi những cái cuốn sách này thì người ta về cơ bản đều xuất bản trước năm 2000 các bác ạ. Thì đấy là em vừa mới sơ lược về cái nguồn gốc, cái tên gọi của sâm béo đen, mà tại sao chúng ta lại tìm trong sách thuốc thì lại ít khi gặp. Thế thì trong thực tế người ta dùng cái củ sâm béo đen này, người Sán Dìu đấy, người ta dùng để chữa những cái bệnh gì? Chủ yếu là người ta dùng làm thuốc bổ nha các bác nha. Cái sâm béo đen nó có một số những tác dụng như sau. Thứ nhất là nó làm mát gan này, giải độc gan này. Mà gan thì trong y học cổ truyền người ta quy định là nó chủ về gân cơ. Cho nên có cái cụm từ đó là gan chủ cân, tức là cân là gân cơ đấy. Chính vì nó chủ về gân cơ, nó là giúp làm mạnh gân cơ như vậy, cho nên là dùng cái củ sâm béo đen này vào thì làm cho cái cơ bắp của chúng ta nó được tăng cường về cái sức khỏe cơ bắp, nó dẻo dai hơn đấy. Tăng cường cái sức hoạt động của chúng ta về mặt thể lực trong lao động cũng như trong sinh hoạt hàng ngày, trong thể dục thể thao, khả năng vận động của chúng ta cao hơn, nó không bị mệt, không bị mỏi. Còn nếu mà ai mà gân cơ mà yếu rồi thì mới cầm một vài cái vật nặng hoặc là lao động một lúc thôi, hoạt động thể dục thể thao một lúc thôi thì chúng ta đã cảm thấy là nó mỏi gân cơ ấy. Nó nhanh mỏi tay mỏi chân lắm. Thì đấy là do gân cơ. Mà gân cơ thì lại quy định từ là gan, nó gan có khỏe thì gân cơ mới khỏe. Đấy là về cái đông y nó quy định như thế. Đấy là cái tác dụng về giải độc gan, rồi là làm mát gan đấy, và bồi bổ sức khỏe đấy, tăng cường hoạt động thể lực về mặt cơ bắp. Còn một cái tác dụng thứ hai nữa, đó là nó giúp hoạt huyết. Nó giúp hoạt huyết, làm khả năng hoạt động của máu nó mạnh hơn, khả năng hoạt động di chuyển của cái dòng máu chúng ta trong cơ thể đấy, nó hoạt động mạnh hơn, và như vậy thì nó sẽ đi khắp cơ thể, làm cho cái cơ thể của chúng ta là nó được máu nó cung cấp dinh dưỡng đến các cái khớp xương ấy, để mà nuôi sống các cái khớp xương đấy, duy trì cái khả năng mà sản sinh ra các cái nhớt ở các cái khớp gối, khớp chân, khớp tay, vân vân. Thì đó là nó do cái tác dụng bổ thận của cái củ sâm béo đen này các bác này. Nó có tác dụng bổ thận. Mà trong đông y thì người ta lại quy định là thận thì chủ cốt, tức là thận thì nó chuyên về cái việc là nó làm cho mạnh gân xương, mạnh mạnh xương khớp đấy, tức là bổ xương khớp.
Nếu mà thận mà yếu rồi thì xương khớp này, răng này, các thứ vân vân là nó cũng yếu theo. Răng nó hỏng rồi là xương khớp rệu rạo, rồi kêu răng rắc, rồi là ta hay đau đầu gối, rồi là đau lưng, mỏi gối, thì cái đấy là do thận. Như vậy gan với thận thì đóng vai trò rất quan trọng trong cái việc mà sức khỏe của bản thân chúng ta, đặc biệt về cái sức mạnh của cơ thể, về gân cơ, về xương cốt. Như vậy cái công dụng thứ hai là bổ thận này, hoạt huyết này, giúp chữa đau nhức xương khớp này, đau lưng mỏi gối này các bác nha, chữa đau nhức xương khớp, đau lưng mỏi gối, kể cả tê bì chân tay nữa. Thì có khách hàng người ta mua với các em về cái này ấy, là vì người ta đã từng sử dụng rồi và thấy cái tác dụng về xương khớp của họ rất là tốt, chữa đau nhức xương khớp rất là tốt, cho nên người ta mới tiếp tục là đặt em để lấy mặt hàng này. Còn về một cái tác dụng nữa, tác dụng thứ ba nữa, đó là cái này thì cũng là tài liệu người ta tìm hiểu ghi chép lại, đấy là về cái hoạt động kháng cái tế bào ung thư, đặc biệt là cái tế bào mà ung thư đó là biểu mô phổi đấy các bác, ung thư biểu mô phổi nhé. Thì cái này thì là xuất phát từ một cái nghiên cứu tại cái cao đẳng dược Đại học Quốc gia Trung Nam của Hàn Quốc đấy, thì người ta đã xác định nó có khả năng là ức chế hoàn toàn cái sự phát triển của tế bào ung thư biểu mô ở phổi của người nếu như chúng ta dùng cái hoạt chất là chiết xuất từ lá và cái rễ của cây sâm bao đen này. Đấy. Và cái sâm bao đen này em lưu ý luôn các bác là nó là một trong 16 cái vị thuốc của đồng bào dân tộc San Diều nha, 16 cái vị thuốc quý mà đã được một cái đề tài nghiên cứu công bố trên cái tạp chí của khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Nó là một trong 16 vị thuốc bổ của người San Diều. Thế nên các bác cứ yên tâm mà sử dụng, không phải lo nghĩ cái vấn đề gì cả. Bởi vì là nếu mà ta tra trong cái sách của một số nhà nghiên cứu về đông y, về dược học, về cây thuốc Việt Nam thì lại không thấy cái tên là sâm bao đen, cho nên là em mới phải giải thích cho nó kỹ cho các bác như thế. Và một cái tác dụng tiếp theo nữa đó là nó có khả năng là làm khỏe sinh lý nam các bác nha, vì tác dụng hoạt huyết và bổ thận của nó. Đây là cái tác dụng cuối cùng. Thì ở trên là em vừa mới sơ lược cho các bác về cái tác dụng, công dụng, nguồn gốc, tên gọi vân vân của cái củ sâm bao đen. Nếu như các bác nào mà có hiểu biết thêm nữa về cái công dụng của sâm bao đen này, có thể bổ sung giúp bằng những cái bình luận comment ở bên dưới để cho cái kênh của em ngày một phát triển hơn. Đấy. Ngoài cái công dụng chính ở trên, nó vẫn còn một vài những công dụng khác như là giúp ăn ngon ngủ ngon này. Đấy. Giúp ăn ngon ngủ ngon nha các bác nha. Có như vậy thì mới làm cho cơ thể chúng ta khỏe được. Mới gọi là sâm béo đen, sâm bổ béo. Thì nếu như bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại đó là 038-898-4410 và đó là số Zalo của em luôn. Đấy. Xin chào và hẹn gặp các bác trong những video tiếp theo.